Xin chào tất cả các anh chị em nhé. Hôm nay hệ thống đồng hồ Zerowatt của tôi để làm video để review với anh chị em 4 mẫu đồng hồ zin phiên bản dây da đang có mặt tại hệ thống đồng hồ Zerowatt của chúng tôi. Vâng, đến với mẫu đồng hồ đầu tiên thì anh chị em nhìn thì đây là một mẫu đồng hồ rất là nữ tính luôn. Mặt rất là đẹp anh chị em này. Dây màu vàng nhũ, vỏ màu vàng hồng, mặt số được đinh đá Swarovski. Vâng, tôi tiếng Anh không giỏi lắm cho nên là không biết có đúng không, thì anh chị em thông cảm nhé. Thì nó được cái đính cái loại đá mà Swarovski này, thì có nghĩa là cái loại đá này nó chỉ đứng sau kim cương thôi về cái độ quý hiếm cũng như là cái độ cứng của nó và độ đẹp của nó thì chỉ đứng sau kim cương thôi. Đấy, trong khi đó mặt đồng hồ là cọc số là được đính đá quý từ số 1 cho đến số 5, đấy, từ số 7 cho đến số 11, kim bót nhọn, đấy, điểm dạ quang, và buổi tối thì sẽ rất là sáng, điểm dạ quang. Mẫu thì tôi thấy là đánh giá mẫu này rất là đẹp anh chị em nhé. Vâng, gối dây được thiết kế rất là đẹp luôn. Vâng, đây dây da này, khóa này, đây ở phần khóa này có thương hiệu logo zin luôn này, đó, mà khóa được thiết kế cũng rất điệu đà. Vâng, tôi thấy cái khóa này cũng rất là đẹp luôn này. Dây thì dây da thật 100% luôn. Đây, tôi sẽ tháo ra để cho anh chị em chiêm ngưỡng em nói nhá. Đó, đây. Độ dày của em nó thì rơi vào khoảng tầm 5 mm, 6 mm thôi anh chị em ạ. Vâng, độ dày rất là mỏng luôn. Vâng, còn về size mặt. Đây, về size mặt anh chị em nhìn này. Vâng, size mặt của em nó thì khoảng 30. Đó, size mặt 30 gần như ai cũng đeo được. Size mặt 30 thì rất là dễ đeo luôn. Dây thì dây da thật này. Đấy, rất là dày luôn này, đeo rất là bền luôn. Đấy, mặt sau này thông số kỹ thuật này, Casio này, zin này, mã số của sản phẩm. Đó, độ chịu nước là 5 ATM cho phép bạn đi mưa rửa tay hoặc là tắm nhẹ thoải mái. Vâng, thì em này thì gồm có hai màu anh chị em nhé, gồm có hai màu đấy, một là màu vàng và hai là màu dây xanh. Đấy, mặt thì giống hệt nhau nhưng mà nó chỉ khác màu màu dây thôi. Đó, đây cực kỳ đẹp. Đấy, dây như vậy đều giống nhau thôi. Đây. Đấy, khác dây là màu xanh thì đeo rất là trẻ luôn. Hai màu rất là đẹp luôn. Cái mẫu này rất là đẹp luôn anh chị em ạ. Cái này mua làm quà tặng hoặc là mình mua mình đeo thì quá là tuyệt vời luôn rồi, không phải nghĩ điều gì luôn. Giá của em nó đang là có 4.319.000, mã của nó là SHE4055PGL7A. Rồi sang đến mẫu thứ ba. Đây, trước mắt anh chị em, đây là một mẫu đồng hồ tôi đánh giá rất là cao luôn. Đấy, dây màu trắng, mặt kính sapphire. Đấy, mặt kính sapphire, còn mẫu này thì mặt kính khoáng đấy anh chị em nhé, mặt kính khoáng thôi. Vâng, còn đây là kính sapphire luôn này. Đấy, mà sapphire của Casio thì đa số là sapphire nguyên khối nhé, chứ không phải là trắng sapphire nhé. Chức năng của cái mặt dial này thì là gồm có là thứ này, ngày này và vòng 24 giờ. Đấy, 24 giờ này có nghĩa là như thế nào, có nghĩa là nếu mà là 12 giờ trưa thì nó sẽ chỉ vào số 12 ở đây. Nếu mà 12 giờ đêm thì có nghĩa là nó chỉ vào cái số 24 ở đây anh chị em nhé. Đó, độ dày chỉ khoảng tầm 6-7 mm thôi, cũng rất là mỏng. Và còn đường kính của em này là 32 mm, gần như ai cũng đeo được mẫu đồng hồ này luôn anh chị em ạ. Số thì được kết hợp giữa số la mã và cọc số đính đá sao có Swarovski. Đây lại chứng nhận đây anh chị em này. Vâng, mã của em nó là SHE3511L7A. Vâng. Đấy, đây tôi sẽ tháo mặt đáy anh chị em xem này. Đây nhá. Đấy, mặt đáy này. Độ chịu nước là 5 ATM cho phép bạn đi mưa rửa tay tắm nhẹ thoải mái. Tuy nhiên để dây da thì anh chị em cũng nên kiêng nước, bởi vì là nếu mà mình nó là da thật thì nó dễ bị hôi, hoặc là trong quá trình mình sử dụng không cẩn thận thì nó dễ bị hỏng dây. Đấy, cho nên là của bền tại người thì anh chị em cứ phải
tốt nhất là nên tránh nước, tốt nhất là nên tránh nước của về tại người thôi. Đó, còn mặt sau thông số kỹ thuật của em nó đây, mã sản phẩm rồi là thương hiệu rồi là đây, đây mặt kính sapphire luôn, anh chị em xem chi tiết nhé. Còn khóa cài của em nó đây, khóa rất đẹp luôn, dây này. Dây thì là dây da được kiểu dạng như là dập hoa văn. Mặt số này rất là đẹp, cọc số ở mạ vàng hồng, phiên bản là vỏ màu và bạc, và chất liệu là thép 316L. Mạ bạc trong mặt số thì lại là kết hợp giữa màu đờmi trắng bạc và vàng hồng, lại đính đá nữa. Phải nói là rất nữ tính, gần như ai đeo mẫu này rất là đẹp luôn, tuyệt vời anh chị em ạ. Vâng, sang đến mẫu đồng hồ thứ tư. Vâng, đây là một mẫu đồng hồ vỏ màu bạc, dây màu cam đỏ, cực kỳ nổi bật. Đấy, núm được đính đá, núm được đính đá luôn. Đấy, trong này có 4 đính, 3 viên đá anh chị em nhỉ, số 3, số 6 và số 9. Đấy, đá sao ghi luôn này. Rồi chức năng của em nó thì là gồm có thứ này, thứ đây, ngày này, rồi là chức năng 24 giờ. Đấy, cọc số là mã. Đấy, cực kỳ là sang chảnh luôn. Kim dây màu đỏ để kéo theo cái gọi là điểm nhấn cho cái mẫu đồng hồ này. Tôi đánh giá mẫu đồng hồ này tôi thấy là rất là đẹp. Kim màu cam đỏ, đồng màu với màu dây, rất sang luôn. Đấy, còn đây phần khóa này, khóa của em nó này, cái dây này. Rất ok, độ dày nó khoảng tầm 5-6mm thôi. Anh chị em xem mặt đáy nhé. Đây, mặt đáy của em nó đây. Độ chịu nước là 5 ATM, 5 bar. Có nghĩa là áp lực nước, chịu được áp lực nước 50m. Các bạn, anh chị em lặn sâu dưới đáy biển khoảng 50m thì nước mới có thể vào được cái đồng hồ này. Anh chị em nhé, ngoài ra thì có thông số kỹ thuật. Thế để đây tất cả 4 mẫu đồng hồ này đều là hàng chính hãng anh chị em nhé. Để phân biệt hàng chính hãng thì anh chị em có nhìn này, nhìn này. Đấy, chữ chiếc nó sắc nét này, khắc rất là sâu, sắc nét, không bị lem nhem. Đấy, từ những cái khóa cho đến mọi cái chi tiết nó đều là sắc nét hết. Đấy, xịn sò hết. Đấy, đây là anh em bảo đây là hàng nhái hàng giả, chúng tôi đền cho anh em 10 lần luôn. Mã của em nó đây, SHE này, 3049L7A. Đấy, giá là 3.628.000. Mẫu này giá rất là rẻ luôn. Một phiên bản của Casio, tôi thấy là mẫu này cũng rất là đẹp luôn, yêu cực kỳ luôn này. Size mặt của em nói thôi nào. Size mặt của em nó chắc là cũng khoảng 28-30 thôi. Vâng, size mặt 30. Gần như là phù hợp với tất cả cổ tay của chị em người Việt mình rồi. Ai cũng đeo được. Mẫu này mà mua làm quà tặng hoặc là mình tự đeo tự sướng thì tôi nói thật đây là một mẫu rất tuyệt vời luôn. Quá đẹp luôn. Đó. Thì sản phẩm của chúng tôi hiện tại đang bán tại hệ thống gian hàng giờ bắt của chúng tôi đây. Và đấy, có địa chỉ này ở tầng G trung tâm thương mại Tứ Đình này, Mỹ Trì, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội này, tầng 1 trung tâm thương mại Bắc Long Biên, số 2 đường Long Biên 2, quận Long Biên này. Đấy, đó là website này giờbắt.com.vn, hotline là 0977 891 897. Vâng, thì anh chị em ai có nhu cầu thì hãy liên hệ và với trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại hotline hoặc là comment dưới video này để đặt hàng anh chị em nhé. Vâng, thấy video này hay ý nghĩa hãy đăng ký kênh, like, share và chia sẻ, và nhấn vào quả chuông bên cạnh để nhận thông báo khi chúng tôi có những video mới nhất để về giới thiệu review sản phẩm anh chị em nhé. Vâng, chúng tôi xin kết thúc video này tại đây. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào.